Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trực tuyến của trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11, bài giảng sinh học 8. Hôm nay cô và các em tiếp tục tìm hiểu bài số 33, thân nhiệt. Nội dung của bài gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là thân nhiệt, phần thứ hai sự điều hòa thân nhiệt và phần thứ ba phương pháp phòng chống nóng lạnh. Chúng ta vào tìm hiểu phần 1 la mã thân nhiệt. Các em quan sát các hình sau và trả lời cho cô câu hỏi: người ta đo thân nhiệt như thế nào và để làm gì? Nhiệt độ cơ thể ở người khỏe mạnh khi trời nóng và lạnh là bao nhiêu và thay đổi như thế nào? Các em thấy đây là cái hình ảnh cách đo thân nhiệt. Ở đây ví dụ là cách đo thân nhiệt ở miệng và người ta sử dụng là nhiệt kế điện tử ha. Thì bước 1 là người ta sẽ bật nhiệt kế theo hướng dẫn sử dụng. Bước 2 sẽ đưa đầu nhiệt kế vào miệng bên dưới lưỡi, ngậm lại và thở bằng miệng. Và sau một thời gian thì lấy nhiệt kế ra khi mà chúng ta nghe cái tín hiệu bíp bíp và chúng ta đọc cái giá trị thân nhiệt trên màn hình. Thì người ta đo nhiệt kế là để biết được thân nhiệt ở trong cơ thể ngay tại thời điểm đó là bao nhiêu. Các em sẽ nhìn cái hình ảnh ở phía bên tay phải của mình, sự trao đổi nhiệt. Thì các em sẽ thấy là với một cái người khỏe mạnh thì khi trời nóng hay khi trời lạnh gì á, thì nhiệt độ trong cơ thể của chúng ta vẫn là 37 độ C, không thay đổi ha. Thì sự không thay đổi này á, là nhờ vào cái sự tỏa nhiệt và sự sinh nhiệt, nó bằng nhau, nó cân bằng với nhau, cho nên là cơ thể của chúng ta không thay đổi về nhiệt độ. Đây là hình ảnh các cái nhiệt kế hiện tại đang sử dụng ha. Thì cái hình ở phía trên góc bên tay trái của chúng ta là nhiệt kế thủy tinh mà bên trong đo bằng thủy ngân, và các hình còn lại là nhiệt kế điện tử. Đây là cách đo thân nhiệt, là người ta có thể sử dụng cái nhiệt kế, nếu mà thủy ngân á, thì người ta sẽ nhét vào ở dưới nách, kẹp vào nách ha, hoặc là đưa vào dưới lưỡi. Còn với nhiệt kế điện tử thì đưa vào ở dưới lưỡi, đưa vào nách cũng được, hoặc là chúng ta đưa lên trán, chúng ta bấm nút, chúng ta đưa vào lỗ tai để mà lấy cái nhiệt độ, lấy cái thân nhiệt. Rồi, các em ghi cho cô cái thông tin của phần 1 la mã thân nhiệt ha. Thân nhiệt chính là nhiệt độ của cơ thể và ở người thì luôn luôn ổn định ở mức độ 37 độ C. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu phần 2 la mã sự điều hòa thân nhiệt. Một nhỏ vai trò của da trong điều hòa thân nhiệt. Nhiệt do hoạt động của cơ thể sinh ra đã đi đâu và để làm gì? Câu trả lời đó là chúng sẽ được máu phân phối khắp cơ thể và tỏa ra môi trường để đảm bảo cho thân nhiệt luôn luôn ổn định. Các em biết là trong quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng thì nó có quá trình dị hóa. Thì quá trình dị hóa diễn ra nó sẽ sinh nhiệt. Trong cơ thể mình thì cũng có quá trình tỏa nhiệt. Và da sẽ tỏa nhiệt 90%, còn lại 10% là tỏa nhiệt qua hô hấp và qua bài tiết. Thì nếu như quá trình sinh nhiệt và quá trình tỏa nhiệt mà nó cân bằng với nhau thì thân nhiệt của chúng ta sẽ được giữ ổn định là 37 độ C. Nhưng nếu như sự sinh nhiệt và tỏa nhiệt nó có sự chênh lệch nhau thì thân nhiệt của chúng ta có thể tăng hoặc là thân nhiệt sẽ bị giảm. Vì sao da của người hồng hào về mùa hè và thường tái hoặc là sởn gai ốc về mùa đông khi trời lạnh? Câu trả lời đó là các em biết là ở dưới da thì nó sẽ có hệ thống mao mạch máu, và vào mùa hè thì mao mạch máu nó giãn và lưu lượng máu qua da nhiều, cho nên là cái da của mình nó sẽ có cái độ hồng hào, và vào mùa hè thì cái sự tỏa nhiệt ra môi trường nó cũng nhiều. Còn vào mùa đông á, mao mạch máu nó co lại, cho nên là lưu lượng máu qua da nó ít, vì vậy mà da của mình nó thường có cái màu tái tái và cái sự tỏa nhiệt ra môi trường nó cũng sẽ ít hơn mùa hè. Vậy khi lao động nặng thì cơ thể sẽ có những cái phương thức tỏa nhiệt nào?
Chúng ta sẽ tỏa nhiệt qua ba phương thức. Thứ nhất là qua hơi nước ở cái hoạt động hô hấp. Thứ hai là qua da và thứ ba là qua sự bốc hơi của mồ hôi. Do đó là ở những cái người lao động nặng á, thì thường là hô hấp của họ rất là mạnh và họ hay đổ mồ hôi nhiều. Như vậy tóm lại, khi trời lạnh hay khi trời nóng thì cái da của mình nó sẽ điều hòa như thế nào ha? Khi trời lạnh là các em thấy là mao mạch dưới da nó co lại và lưu lượng máu qua da ít nên là da nó sẽ tím tái. Đồng thời cái cơ co chân lông sẽ co lại cho nên gây ra hiện tượng sởn gai ốc hay mình còn gọi là hiện tượng nổi da gà để làm giảm thiểu sự tỏa nhiệt qua da giúp cho cơ thể của chúng ta được giữ ấm. Còn khi trời nóng thì mao mạch ở dưới da giãn ra và lưu lượng máu qua da nhiều tạo điều kiện cho cơ thể tăng cường tỏa nhiệt để làm mát cơ thể. Vậy thì khi trời nóng, độ ẩm không khí cao, trời oi bức, cơ thể ta sẽ có những phản ứng gì và sẽ có cảm giác như thế nào? Câu trả lời đó là khi trời oi bức thì mồ hôi tiết ra nhiều nhưng lại khó bay hơi cho nên là mồ hôi chảy thành dòng làm cho sự tỏa nhiệt khó khăn. Vì vậy mà ta cảm thấy oi bức và bức bối khó chịu. Vậy tại sao khi trời rét thì chúng ta lại có hiện tượng là run? Câu trả lời là vì khi đó thì những cái cơ co giãn liên tục gây ra phản xạ run và giúp tạo ra nhiệt làm cho thân nhiệt của chúng ta tăng lên để giúp chúng ta giữ ấm cho cơ thể. Rồi chúng ta ghi cho cô những cái thông tin về vai trò của da trong điều hòa thân nhiệt vào tập nha. Tiếp tục chúng ta tìm hiểu phần 2 nhỏ, vai trò của hệ thần kinh trong điều hòa thân nhiệt. Chúng ta đọc cho cô thông tin sách giáo khoa và trả lời cho cô những câu hỏi. Tại sao hệ thần kinh có vai trò chủ đạo trong điều hòa thân nhiệt? Câu trả lời đó là bởi vì hệ thần kinh giúp sự tăng giảm quá trình dị hóa ở tế bào nè, phản ứng co giãn mạch máu dưới da, tăng giảm tiết mồ hôi, co duỗi cơ chân lông, thì tất cả những cái quá trình này để giúp điều tiết sự tỏa nhiệt đều do hệ thần kinh đóng vai trò điều hòa. Các bạn ghi ý này vào trong tập ha, mọi hoạt động điều hòa thân nhiệt đều là phản xạ do hệ thần kinh điều khiển. Tiếp tục chúng ta tìm hiểu phần 3 La Mã, phương pháp phòng chống nóng lạnh. Các em sẽ trả lời cho cô 3 câu hỏi nè. Câu hỏi thứ nhất, vì sao khi nhiệt độ môi trường cao mà không thoáng gió thì ta sẽ dễ bị cảm nóng? Câu hỏi thứ hai, vì sao khi chúng ta đi nắng hay chúng ta vừa lao động xong thì không nên tắm ngay hoặc là ngồi ở nơi có gió lùa? Câu hỏi số 3, vì sao khi trời rét ta phải giữ ấm cho cơ thể? Rồi, câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất là khi nhiệt độ môi trường cao nhưng không thông thoáng thì sự tỏa nhiệt và thoát mồ hôi nó bị ngưng trệ, cho nên nó làm cho cái nhiệt độ cơ thể của chúng ta tăng cao, vì vậy chúng ta rất dễ bị cảm nóng. Câu hỏi số 2 ha, khi đi nắng hay là khi vừa lao động nặng xong thì thân nhiệt của chúng ta đang cao mà mình tắm ngay hoặc là mình lựa nơi có gió lùa, nơi có quạt thật là mạnh mình ngồi thì có thể bị cảm sốt. Câu hỏi thứ ba, vào mùa rét, mùa lạnh ha, cơ thể chúng ta mất nhiều nhiệt mà mình không giữ ấm cho cơ thể nữa thì sẽ dễ bị cảm lạnh. Vậy thì để đề phòng cảm nóng, cảm lạnh trong lao động và sinh hoạt hàng ngày thì ta cần phải chú ý những điểm gì? Bây giờ các em sẽ trả lời cho cô những câu hỏi sau đây để giải thích cho cái phần lưu ý ở phía trên. Câu hỏi thứ nhất nè, chế độ ăn uống của mỗi người ở mùa hè và mùa đông thì cần phải như thế nào? Câu hỏi thứ hai, vào mùa hè chúng ta cần làm gì để chống nóng? Và câu hỏi thứ ba, để chống rét thì chúng ta cần làm gì? Câu hỏi số 4, tại sao rèn luyện thân thể cũng là một biện pháp chống nóng lạnh? Câu hỏi số 5, khi xây nhà ở hoặc là công sở làm việc thì cần phải làm gì để góp phần chống nóng, chống lạnh? Và câu hỏi số 6, trồng cây xanh có phải là một biện pháp chống nóng không và tại sao?
Sau khi trả lời 6 câu hỏi xong thì chúng ta sẽ thống kê nó vào trong một cái bảng này giúp cô luôn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lần lượt trả lời từng câu hỏi ha. Câu hỏi thứ nhất nè. Mùa đông cần ăn những thức ăn giàu năng lượng, đặc biệt là ăn nhiều mỡ, nhiều lipid để cung cấp đủ nhiệt cho cơ thể. Còn mùa hè thì nên ăn những thức ăn nhiều vitamin, nhiều rau, hoa quả và uống nhiều nước. Câu hỏi số 2 nè. Về mùa hè thì cần phải bố trí nhà cửa thông thoáng nè, sử dụng những cái phương tiện để chống nóng, ví dụ như là quạt hay là máy lạnh. Còn câu hỏi số 3, để chống rét á, thì chúng ta cần mặc quần áo đủ ấm cho cơ thể nè, bố trí nhà cửa kín đáo để tránh gió nè, và sử dụng những cái phương tiện để chống rét, ví dụ như là lò sưởi, quạt sưởi hay là cái máy sưởi. Câu hỏi thứ tư ha, để rèn luyện thân thể thì chúng ta nên tập thể dục kết hợp với những cái biện pháp chống nóng lạnh ha. Thì tập thể dục nó là biện pháp chống nóng lạnh tốt nhất bởi vì cơ thể tăng cường sức khỏe và tăng cường khả năng chịu đựng. Câu hỏi số 5, xây dựng nhà cửa hoặc là công sở thì chúng ta nên bố trí những nơi thoáng mát nè, và đặc biệt là nên trồng nhiều cây xanh xung quanh để góp phần chống nóng và chống lạnh. Câu hỏi số 6, trồng cây xanh là một biện pháp chống nóng tốt và là bởi vì cây xanh nó hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trời đáng kể, cho nên là nó sẽ làm giảm nhiệt độ của môi trường xung quanh, và đồng thời thì cây xanh nó còn thoát hơi nước nữa, do đó là nó sẽ làm mát cái môi trường xung quanh. Rồi vậy thì những phương pháp chống nóng lạnh như thế nào ha? Thứ nhất là về chế độ ăn uống. Vào mùa đông thì cần ăn nhiều và ăn những thức ăn nóng nè, cung cấp nhiều năng lượng, ví dụ như lipid. Mùa hè thì cần uống nhiều nước, ăn canh rau giàu nước để cho mồ hôi đủ để mà phát tán nhiệt. Về mặt ha, mùa đông thì giữ ấm nè, mặc ấm, giữ ấm chân, cổ, ngực nè. Chúng ta nên đội nón nè khi ra đường ha, khi đi những cái nơi mà rét lạnh ra ngoài, ra khỏi nhà thì chúng ta nên đội mũ nè, mặc áo khoác nè, rồi mặc quần áo dài tay nè ha, chúng ta nên đeo găng tay và mang vớ, choàng cả khăn quàng cổ nữa để giữ ấm cho cổ. Còn mùa hè thì chúng ta nên đội mũ nón khi chúng ta đi ra đường hoặc là khi lao động dưới trời nắng, và chúng ta mặc quần áo rộng rãi thoáng mát. Về phương tiện thì mùa đông chúng ta sẽ sử dụng chăn nè, lò sưởi nè, điều hòa nè, hoặc hay là quạt sưởi. Mùa hè để làm mát cơ thể chúng ta sử dụng quạt hoặc là điều hòa. Đây là các hình ảnh những cái phương tiện chống nóng và lạnh ha. Đây là cái hình thức trồng cây xanh, mà bởi vì nó giữ cho giảm cái nhiệt độ, giữ cho không khí luôn luôn mát mẻ và trong lành xung quanh nơi ở và làm việc của chúng ta. Rồi các bạn sẽ ghi cho cô những cái thông tin về phần phương pháp phòng chống nóng lạnh vào tập. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần củng cố ha. Các bạn sẽ giải thích giùm cho cô cái câu là trời nóng chống khát, trời mát chống đói, tại sao người ta lại nói như vậy? Thì câu trả lời đó là trời nóng chống khát, đó là bởi vì khi trời nóng thì chúng ta đổ rất là nhiều mồ hôi, đúng không? Đổ nhiều mồ hôi là để cơ thể chúng ta tỏa nhiệt, và khi đổ mồ hôi nhiều như vậy thì cơ thể mình sẽ mất rất là nhiều nước, do đó là mình rất là khát. Vì vậy và vào mùa hè thì chúng ta phải uống nhiều nước. Còn khi trời mát hoặc là trời rét ha, chúng ta chống đói, tức là chúng ta mau bị đói bụng, là bởi vì cơ thể của chúng ta tăng cường chuyển hóa để tăng sinh nhiệt, để giữ ấm cho cơ thể. Chúng ta cần nhiều năng lượng hơn, cho nên là chúng ta mau đói để chúng ta ăn vào, để chúng ta hấp thu năng lượng nhiều hơn ha, để giúp cho cái sự mà giữ ấm trong cơ thể chúng ta. Dặn dò về nhà các bạn học bài ha, các bạn chép bài đầy đủ vào tập. Và chương trình học kỳ 1 thì đến đây là hết rồi, cho nên là tuần sau nó sẽ có một cái bài là ôn tập. Vì vậy các bạn sẽ xem trước cho cô cái những cái bài ôn tập mà cô đã phát cho các bạn, cô đã chuyển cho các bạn ở trong đề cương để chúng ta chuẩn bị cho bài ôn tập thi cuối kỳ. Bài học đến đây là kết thúc.
Thân ái chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em ở bài học sau.